Tại sao người càng thành đạt, càng thích vay mượn người khác? Từ trước tới nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có những người nghèo khó, thiếu thốn mới hay đi vay mượn, nhưng thực tế lại cho thấy, người càng giàu có, càng thành đạt thì lại càng thích vay mượn nhiều hơn. Tư duy khác biệt về cách sử dụng đồng tiền chính là mấu chốt để tạo nên sự giàu có. Có một người đàn ông nghèo, ngày không ăn đủ ba bữa, quần áo chỉ mặc đi mặc lại duy nhất một bộ. Anh ta thường ngẩng lên nhìn trời và than cho số phận đau khổ của mình. Hàng ngày anh ta làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ sống. Có một lần, ông thương tâm mà kêu khóc, hỏi ông trời có công bằng hay không. Tại sao có người giàu sang sung sướng như vậy, còn người nghèo chúng tôi mỗi ngày đều chịu khổ chịu mệt. Thượng đế vừa cười vừa hỏi ông ta, thế ông thế nào thì sẽ thấy ta công bằng. Người đàn ông nghèo đáp, con muốn một người giàu có trở nên nghèo giống con, có cuộc sống như con. Nếu những người giàu ấy có thể phú quý trở lại thì con sẽ không oán thán gì nữa. Thượng đế gật đầu, nói, được. Thế rồi Thượng đế cho một người giàu sang biến thành một kẻ bần hàn giống như người đàn ông kia. Thượng đế còn cho mỗi người một ngôi nhà và một quả núi. Mỗi ngày họ đều đào than lộ thiên ở trên núi đem xuống núi bán, lấy tiền mua lương thực. Sau một tháng, than lộ thiên đều đã bị họ đào hết. Người giàu và người nghèo cùng bắt đầu đào núi để lấy than. Người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực, việc đào than đối với anh ta chẳng có khó nhọc gì. Rất nhanh anh ta đã tích được đủ một xe than trở xuống núi bán lấy tiền, và dùng toàn bộ số tiền để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già, con thơ ở nhà. Người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đào một lúc lại nghỉ một hồi, mồ hôi đầm đìa khắp thân mà vẫn chưa đào được là bao. Tới chập tối anh ta mới chất được đủ một xe than để mang xuống núi, bán được tiền rồi, anh ta chỉ mua vài cái màn thầu, còn số tiền dư anh ta cất để dành. Ngày thứ hai, người nghèo đã dậy từ sớm để đi đào than, còn người giàu lại đi xuống núi, thuê hai người nghèo khác. Hai người này chẳng nói chẳng rằng đã bắt tay vào đào than, trông tướng tá thì khỏe mạnh và to cao hơn người nghèo kia rất nhiều. Người giàu đứng một bên chỉ đạo, chẳng mấy chốc họ đã đào được vài xe than đầy. Người giàu mang xe than xuống núi bán, được bao nhiêu lại lấy tiền đó thuê thêm lao động. Sau một ngày đó, người giàu trả tiền cho công nhân của mình xong, còn để ra được một khoản tiền gấp mấy lần người nghèo kia. Một tháng lại qua rất mau, người nghèo chỉ đào được một góc nhỏ mỏ than ở trên núi. Mỗi ngày tiền kiếm được anh ta đều mua đồ ăn ngon cho mình và gia đình, cũng chẳng để lại được bao nhiêu. Còn người giàu vốn từ đầu đã thuê được cả một nhóm người, đào hết cả than trên núi, kiếm được không ít tiền. Anh ta dùng số tiền này đầu tư buôn đi bán lại, rất nhanh đã trở thành phú ông. Kết quả chẳng cần nói cũng có thể đoán ra, người nghèo thì chẳng dám oán trách ông trời nữa. Thành công không phải là ở việc bạn có thể làm bao nhiêu việc, mà là bạn có thể mượn bao nhiêu người làm bao nhiêu việc. Học cách đi mượn là dùng nền tảng vốn có của bạn, mượn thêm công sức của người khác, mượn khả năng của người khác, mượn sức lực của cả một hệ thống. Liên tục tiết kiệm và tái đầu tư, tìm ra điểm trọng tâm của đòn bẩy để nâng cả thế giới lên. Tư duy kinh doanh này là một trong những bí mật để người thành công ngày càng giàu có và thành đạt hơn. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích.